Mọi người, cuộc tôi đâu? Cuộc tôi đâu? Mày mới đi làm gì đó hả? Đúng. Được bao nhiêu tiền? Mày đưa tao coi coi. Hai đêm khoái lạc. Chuyện có bao nhiêu đi thôi sao? Ông có thể bán tôi vài đêm nữa cho những thằng khác. Nếu ông thấy số tiền này quá ít. Bây giờ tôi là vật mua bán của ông mà. Tiền. Tiền được chứ, tao có một cơ ngơi khổng lồ gửi chặt các nhà băng. Từ Sài Gòn tới Tân Ba này, tao đâu có cần cái thứ tiền lẻ này của mày. Nhưng tao phải bắt mày đi làm điếm. Đó là cái giá của mày phải trả cho tao quên ăn. Mày đã cho tao những ngày tháng lạnh lùng và tàn ác. Nhưng dù sao tôi vẫn có con với ông mà. Con của tao. Mày có thai với Hàn Quách Dương trước khi về mày chung sống với tao. Ông còn muốn gì nữa chứ? Tôi nhục ê về đã bôi xóa hết đường về của tôi. Tôi xa lánh tất cả những người thân của tôi. Tôi làm đô lệ cho ông. Tôi sống vì nó. Nó là tất cả những gì còn sót lại của tôi mà. Tao không cần cái điều đó. Tao chỉ muốn mày yêu tao thôi. Tao quanh à, mày chung sống với tao đầm ấm là đủ rồi. Tình yêu của mày đã biến tao thành một tên ác thú, cho nên tao mới hành hạ mày. Tao đày đọa mày cho thỏa lòng cấp tức của tao. Mày đi đâu đó? Tôi vào với con tôi. Con của mày, tao cho người thả nó trôi sông rồi tụi quanh nào. Ông vừa nói gì? Ra sông Sài Gòn mà dớt xác ra. Ba ơi, mày đã quá cổ hơn là ác quỷ. Mày là loài thú không còn chút tình người mà. Phải, tao là ác quỷ là do mày. Là do mày đó tụi quanh. Là do mày. Là do mày. Là do ba mày. Trời ơi, sao nơi giết chết con tôi. Mừng xưa con ơi có tội tình. Ai nỡ nào đi cắt ruột lìa xa. Con ơi, con ơi, con ơi, đời mẹ chỉ có con là niềm vui, là lẽ sương sâu cùng. Mà sao con đời bỏ mẹ đi đâu? Con của tôi đâu? Con tôi đâu? Các người hãy trả con của tôi lại cho tôi. Trộm bốn phần, anh ơi, dù bao của chúng mình chúng đã cướp mất con đâu. Mất con rồi em biết sống sao đây? Nỗi đau đớn, nỗi nhục nhằn đài đó lên hồn và thế giới. Anh Dương ơi, anh đã bao đêm bao ngày mong ước. Anh Dương, anh ở đâu? Ta sống bên nhau hạnh phúc êm đềm. Những ai đã gây mối tình tan vỡ. Anh chưa để tình chung thủy nay đành lỡ làng. Ôi duyên giờ bên tai rồi âm nhạc tan thương. Xin để bên ngoài vẫn rơi
nằm yên không trôi dây bao giờ. Dòng lòng ta cứ mỗi giấc kiếm chẳng tới bờ. Dương ơi anh ở đâu? Anh Dương ơi, tiếng của ai? Có phải chăng là tiếng của Thục Quanh? Tỷ ơi. Dạ. Mà ngăn mà giả yếu xìu sao có gió được con? Dạ mạnh lên con. Tỷ ơi. Dạ. Thằng nhỏ con mà giả như bom nổ mày. Tí ơi sẵn sàng chưa con? Dạ sẵn sàng rồi ba. Tốt, sẵn sàng cầm cái nón lá hai cho con mình lao vào cuộc chiến đó con. Cầm đi con. Tí ơi, bà ngạn đi chậm chậm nha con. Bữa nay ba nghe đồn trong đám tang toàn là đại gia không có tí ơi. Nhớ đừng bỏ sót bàn nào nghe con. Dạ bà con thông cảm, bữa nay em không có đem đồ nghề. Qua đây con. Tí ơi. Dạ. Qua đây con. Bàn này đại gia không này con. Đại gia móc bóp này con. Thì bà con có bác, có ai thương tình ủng hộ giùm hay cho con em. Rồi đại gia còn khỏi thói luôn tí ơi. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi hiện giờ em đang ở đâu? Em còn sống hay là em đã chết? Em có biết là anh đã bao đêm bao ngày mộng ước, ta sống bên nhau hạnh phúc êm đềm, nhưng ai đã gây mối tình tan vỡ để tình chúng thủy. Tí ơi. Dạ ba. Nãy giờ mà ngăn được không con? Cho ba gờ cái nồi cơm điện cái con tí. Trời ơi, toàn là bố đi mẹ không tí ơi. Tiền bạc ở đâu để y đó nghe con? Đừng vì tiền bạc mà làm sức mẻ tình nghĩa cha con cái mày. Qua đây đại gia móc bóp nữa nè con. Ôi vắng vắng bên tai lời ai miên man thương nhớ, xin để tan cho anh từ nay mình không thấy nhau. Ngoài chân suối lệ hay mưa bóng cây dược sầu. Nơi hiện giờ em đang ở đâu? Em còn sống hay là em đã chết? Em có biết là anh đã bao đêm bao ngày mộng ước, ta sống bên nhau hạnh phúc êm đềm, nhưng ai đã gây mối tình tan vỡ để tình chung thủy nay đành lỡ rồi. Nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ để tình chung thủy nay đành lỡ. Em ơi thằng bà
ngõ cùng ai khi đường tương lai mịt mờ tâm tối mà lội đi về không có ngày mai vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Rồi hết rồi quý vị ơi. Xin cảm ơn những kết quả thân thiết của bác anh chị rất nhiều ạ.